Lê Âu Ngân Anh suy sụp trước đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại Dương 2017. Quản lý của Lê Âu Ngân Anh đã thay mặt cô để lên tiếng đính chính về thông tin. Cục nghệ thuật biểu diễn gửi văn bản yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương thu hồi lại vương miện Hoa hậu. Sau hơn 3 tháng đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, đến ngày 11 tháng 1, sóng gió lại tiếp tục đổ tới tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khi Cục nghệ thuật biểu diễn bất ngờ gửi văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi này thu hồi lại kết quả, cụ thể đề nghị thu hồi vương miện của tân Hoa hậu. Văn bản nêu rõ, để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Trung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2017 và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Văn bản của Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thu hồi vương miện của tân Hoa hậu Đại Dương 2017. Sau hơn 3 tháng đăng quang, Lê Âu Ngân Anh lại gặp sóng gió với ngôi vị Hoa hậu. Ngay sau khi thông tin này được công bố, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã ngắt liên lạc với bên ngoài và trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhà thiết kế Võ Việt Trung, xin phép đưa ra câu trả lời tờ báo chí trong thời gian sớm nhất. Cho đến mới đây, quản lý Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh đã có những chia sẻ chính thức. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn với một người bạn, quản lý Lê Âu Ngân Anh cho biết, Cục nghệ thuật biểu diễn chỉ đề nghị và việc thu hồi lại vương miện hay không còn phụ thuộc vào quyết định từ ban tổ chức cuộc thi. Hiện tại, dòng tin nhắn này cũng được khán giả chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Tin nhắn này được cho của quản lý Lê Âu Ngân Anh và một người bạn sau khi Cục nghệ thuật biểu diễn yêu cầu thu hồi vương miện của Hoa hậu Đại Dương. Vào tối 12 tháng 1, chia sẻ với báo giới, Ngân Anh cho biết, tôi rất bất ngờ khi nhận được thông tin đề nghị tước vương miện từ Cục. Ở thời điểm hiện tại, đại diện của Ngân Anh cho biết họ chỉ muốn im lặng. Suốt thời gian qua, cô đã sống trong chuỗi ngày dài ám ảnh. Áp lực truyền thông đã làm cô suy sụp tinh thần. Ngân Anh cũng đã làm hết những gì mình có thể để xứng danh với danh hiệu mình nhận được trong thời gian qua. Hoa hậu Diễm Hương chi mạnh tay thuê biệt thự, tự trang trí tiệc sinh nhật cho quý tử. Nhiều khán giả rất bất ngờ vì sự hoành tráng của buổi tiệc sinh nhật của con trai Hoa hậu Diễm Hương. Tối 11 tháng 1, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương đã tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 3 cho con trai Noa tại thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo khách mời trong giới showbiz và nhiều bạn bè của hai vợ chồng Diễm Hương đã có mặt để chung vui cùng gia đình cô. Trong ngày vui của gia đình, Diễm Hương nổi bật trong bộ đầm đỏ kín đáo. Ông xã và con trai của Hoa hậu diện trang phục vest giống nhau khá lịch lãm. Lần thứ 3 tổ chức sinh nhật, Noa tỏ ra hào hứng và vui hết mức khi được khách mời tặng quà sinh nhật và chụp ảnh cùng. Diễm Hương tiết lộ, để tổ chức sinh nhật hoành tráng cho con trai, cô và ông xã đã thuê biệt thự và tự tay làm đồ trang trí cho không gian buổi tiệc. Trong buổi tiệc, người đẹp chia sẻ với mọi người, cô và ông xã lên kế hoạch để gia đình có thêm thành viên, nhưng không hứa hẹn cụ thể. Con cái là trời cho, khi nào chúng tôi may mắn thì gia đình sẽ sớm có thêm người. Tôi thích có 3 con, ông xã cũng vậy. Tôi tin mình đủ sức khỏe để chăm sóc cho các con. Trước mắt chúng tôi muốn chăm lo cho công việc, mọi việc còn lại sẽ thuận theo ý trời. Noa hay có những câu hỏi về em, bé thích có em gái. Tôi nghĩ Noa sẽ là người anh trai tốt, Hoa hậu cho hay. Sau nhiều thách thức trong tình yêu và hôn nhân, giờ đây Diễm Hương đã có hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và con trai đáng yêu. Hé lộ thiệp cưới của em gái Trấn Thành và bạn trai người Hồng Kông. Em gái Trấn Thành và bạn trai quyết định đi đến hôn nhân với nhau khi đã đủ niềm tin và yêu thương. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện thiệp cưới của em gái nam diễn viên hài Trấn Thành Huỳnh My cùng người yêu Điển Trai. Theo đó, cặp đôi này chính thức về chung nhà vào ngày 13 tháng 1, 2018 và tiệc cưới của họ sẽ được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn đắt đỏ nằm ở trung tâm quận nhất. Từ lâu, bạn trai của Huỳnh My đã có mối quan hệ khá tốt với Trấn Thành. Em gái nam diễn viên cũng như bạn trai cô thường góp mặt trong các chuyến du lịch của anh và bà xã. Vì thế, Trấn Thành rất vui mừng khi cả hai kết hôn với nhau. Huỳnh My chọn tông màu trắng chủ đạo cho thiệp cưới của mình. Phần bên trong thiệp cưới được đầu tư khá kỹ với nhiều hoa văn cầu kỳ. Đặc biệt, trên tấm thiệp còn có những yêu cầu rất rõ ràng như khách mời phải mang theo thiệp xác nhận, không được dắt thêm người đi. Trang phục bắt buộc trong tiệc cưới là màu đen và xanh navy.
Huỳnh My có một mối quan hệ ngọt ngào cùng bạn trai là một người Hồng Kông và đang làm việc tại Việt Nam. Cả hai quyết định về chung nhà sau một thời gian hẹn hò lãng mạn. Cả hai đã rủ rê thêm những người bạn thân của họ cùng xuất hiện trong những khung cảnh lãng mạn cho ngày trọng đại. Huỳnh My và người yêu cùng hội bạn thân đã có những màn tạo dáng, nét biểu cảm khá hài hước khi chụp bộ ảnh cưới này. Hậu ô mào bị cắm sừng, lộ năm bằng chứng tim gương vỡ lại lành với Trương Quỳnh Anh. Cuộc hôn nhân cứ như tròn đùa của cặp đôi tai tiếng nhất showbiz Việt. Hẳn nhiều khán giả đã quá mệt mỏi với câu chuyện tình cảm nhà vợ chồng tim Trương Quỳnh Anh. Số lần hợp tan không đếm xuể của hai nghệ sĩ trẻ khiến ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm khi bắt gặp một thông tin về cuộc hôn nhân của họ trên mạng. Những tưởng cả hai sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau sau scandal, nữ diễn viên bị nghi cặp kè với Bình Minh. Nhưng không, họ vẫn ở chung sánh bước bên nhau từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Thế nhưng điều đáng nói là, thi thoảng tim Trương Quỳnh Anh lại tỏ vẻ hờn dỗi nhau trên Facebook, cứ viết status rồi lại xóa. Có lẽ đúng như dự đoán của nhiều người, cả hai lại chiêu trò nhằm hâm nóng tên tuổi mà thôi. Hai bức ảnh mới nhất của team Trương Quỳnh Anh được đăng lên trang cá nhân, cho thấy họ cùng check-in ở cùng một địa điểm. Trương Quỳnh Anh chụp ảnh con trai trong căn phòng lạ, ai cũng tưởng đã ở riêng. Hóa ra team cũng ở cùng và còn vui vẻ livestream. Ảnh chụp chợm cặp đôi ngồi cùng nhau hai ngày trước. Vẫn chăm chỉ thả thính nhau trên Facebook. Ngồi sát bên nhau trong bàn tiệc. Và còn đặt lẵng hoa chung. Gửi tặng đến bạn thân thiết. Những sao nem Việt gặp phải những sự cố muối mặt làm mất điểm trong lòng người hâm mộ. Nu Phước Thịnh, chàng ca sĩ điển trai sở hữu giọng hát cực khỏe khoắn Nu Phước Thịnh vừa mới bị vướng vào một số vụ việc khiến các fan nữ phải ngượng chín mặt. Sự cố diễn ra trong lúc đang livestream trò chuyện cùng với khán giả thì bất ngờ chiếc điện thoại của Nu lại vô tình rơi xuống khiến nam ca sĩ bị phát hiện là chỉ mặc nội y thay vì một chiếc quần dài đi đôi với phần áo chỉnh chu bên trên. Chẳng bao lâu sau, sự cố này được mọi người truyền nhau chia sẻ một cách ồn ào trên mạng xã hội khiến Nu Phước Thịnh vô cùng mất mặt trước fan và cả những đồng nghiệp của mình. Đoạn clip này đã bị Nu gỡ khỏi trang cá nhân ngay sau đó và anh chàng hiện chưa lên tiếng về sự cố mất mặt này. Bình Minh và Tim, câu chuyện lùm xùm giữa Bình Minh Trương Quỳnh Anh Tim trong thời gian vừa qua đã khiến mạng xã hội được fan nhốn nháo. Một số hình ảnh hết sức thân mật hơn cả mối quan hệ đồng nghiệp giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đã bị rò rỉ và được dân mạng lan truyền nhanh chóng. Bình Minh đã lên tiếng cho rằng số ảnh này là thời điểm anh và Trương Quỳnh Anh chụp từ thời đóng chung phim. Nhưng chính đạo diễn của bộ phim đó cho rằng chẳng hề có cảnh nào giống mấy bức ảnh trong phim hết. Cách đây không lâu, dân mạng có lan truyền một số thông tin cho rằng Bình Minh và Tim ẩu đả với nhau ngay trên thảm đỏ liên hoan phim Việt tại Đà Nẵng. Dù thông tin chưa được chính thức xác thực, nhưng qua vụ việc này, Bình Minh và Tim đều mất dần đi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Trường Giang, hầu hết khán giả truyền hình nếu ai yêu mến couple Trường Giang Nhã Phương cũng phải buồn đến ứa nước mắt khi nghe được tin đồn họ đã chia tay. Cách đây không lâu, cư dân mạng rầm rộ đưa một số hình ảnh Trường Giang chụp hình cùng hot girl Sam và cho rằng đây là cặp đôi mới. Song bên cạnh đó, khán giả lo lắng cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến chuyện tình Trường Giang Nhã Phương rạn nứt. Trước hàng loạt nghi vấn mà khán giả đồn đoán, Trường Giang Nhã Phương đã lên tiếng trả lời báo chí, bác bỏ việc cả hai chia tay. Cặp đôi này cho rằng họ muốn người hâm mộ nhớ tới họ bằng những sản phẩm, công sức mà họ cống hiến cho nghệ thuật, chứ không phải chuyện đời tư. Thế nhưng qua sự việc này, Trường Giang khó tránh bị mất đi ít nhiều hình tượng bản thân về chuyện tình cảm cá nhân. Trấn Thành và chồng cũ Lê Giang. Vụ việc diễn viên hài Lê Giang tố chồng cũ Vũ Phu đánh đập vợ con tại chương trình Sao Ánh Hào Quang do MC Trấn Thành làm hot đã gây chấn động showbiz trong khoảng thời gian khá lâu. Ngay sau khi chương trình phát sóng, chồng cũ Lê Giang đã phản pháo cho rằng thông tin mà Lê Giang kể hoàn toàn sai sự thật. Không những thế, ông đã đề nghị Trấn Thành phải đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ lùm xùm lần này. Anh còn yêu cầu kiện chương trình vì đã đưa tin không xác thực. Sau khi nghe tin, Trấn Thành đã thẳng thắn đáp trả, tôi không liên quan gì đến vấn đề này, đó là chuyện của gia đình Lê Giang. Và anh có chia sẻ chương trình của anh chỉ là nơi để khách mời có cơ hội bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ lên sóng truyền hình. Anh chỉ là hot và chỉ biết lắng nghe chứ không tham gia vào bất cứ sự việc nào của nhân vật.
Lâm Vinh Hải. Lâm Vinh Hải được đánh giá là một trong những vũ công tài năng, điển trai bậc nhất showbiz Việt. Vào những năm gần đây, được khá nhiều người yêu mến, thế nhưng cách đây không lâu, chuyện lùm xùm của gia đình anh đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và thất vọng về một dancer tài giỏi. Đầu năm 2017, Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu bất ngờ công bố cả hai đã ly hôn sau 11 năm kề vai sát cánh. Biết tin Lâm Vinh Hải công khai yêu Linh Chi, Lý Phương Châu đăng đàn tố chồng mình, phát sinh tình cảm với đồng nghiệp từ ngày còn đóng chung phim. Nam vũ công nhanh chóng chịu không ít sức ép từ bố rìu dư luận. Thế nhưng sau đó vài tháng, một số nguồn tin cho rằng Lý Phương Châu cũng đã ngoại tình với vũ công Huyền Xến, bạn của Lâm Vinh Hải từ thời cả hai còn chưa ly hôn, đã khiến khán giả thêm một lần rối não. Thật hư sự việc thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, thế nhưng hình ảnh của Lâm Vinh Hải trong mắt người hâm mộ cũng như khán giả đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ qua ồn ào tình ái này. Trước Noo Phước Thịnh, nhiều sao Việt cũng từng hớ hên khi đang livestream. Bị lộ khoảnh khắc nhạy cảm trong lúc trò chuyện với khán giả là những hình ảnh mà các sao Việt muốn quên đi nhất. Noo Phước Thịnh, hôm ngày 10 tháng 1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được quay lại trong lúc Noo Phước Thịnh trò chuyện với khán giả. Điều đáng nói ở đây, trong khi đang tương tác với mọi người, chiếc điện thoại của nam ca sĩ vô tình rơi xuống và điều này đã khiến nam ca sĩ bị phát hiện không mặc quần dài mà chỉ mặc nội y khi livestream. Sự cố hy hữu này đang được chia sẻ trên các trang mạng fanpage với tốc độ chóng mặt. Ngay giây phút giọng ca chạm khẽ tim anh một chút thôi, bị lộ cảnh hớ hên này, anh đã nhanh chóng ngừng cuộc trò chuyện vì lý do đi mở cửa và xóa hẳn đoạn livestream. Tuy nhiên đoạn clip đó cũng đã bị nhiều người thấy và ghi hình lại. Trương Quỳnh Anh. Với lượt theo dõi khủng trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh là người rất thích livestream với mọi người. Cô thực hiện việc này mọi lúc mọi nơi, kể cả ở nhà lẫn trên trường quay. Tuy nhiên khi trò chuyện trực tuyến với khán giả, có rất nhiều lần, nữ ca sĩ không kiểm soát được hình ảnh và để lộ nhiều cảnh khá nhạy cảm. Livestream trong phòng ngủ và diện trang phục ở nhà, Trương Quỳnh Anh bị lộ vòng một nóng bỏng. Dáng ngồi này của nữ ca sĩ bị khán giả chê bai là kém duyên. Cô thường lấy tay che vòng một khủng để phần nào tránh được sự cố. Thanh Bi, bạn gái cũ của Quang Lê là một nữ diễn viên đi theo hình ảnh gợi cảm quyến rũ. Những hình ảnh sexy của cô liên tục xuất hiện tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội và cũng đã quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên cũng có nhiều khoảnh khắc nhạy cảm của cô từng khiến công chúng phải bỏng mắt. Trong một lần vỡ hồ bơi vừa livestream với người hâm mộ, Thanh Bi không hề hay biết là bộ bikini của mình đang sọc sệt và làm lộ hết vòng một của mình. Hình ảnh này đã làm công chúng rất nhức mắt. Một lần khác, nữ diễn viên lại tiếp tục bị lộ miếng dán ngực trước sự theo dõi của hàng nghìn người. Bảo Thanh, tham gia lĩnh vực nghệ thuật khá nhiều năm, nhưng mà đến bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng thì diễn viên Bảo Thanh mới được mọi người chú ý. Cũng từ sau thành công của bộ phim này, có nhiều lượng fan hơn và cô cũng thường xuyên trò chuyện với họ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc hớ hên để lộ hình ảnh khá nhạy cảm của Bảo Thanh. Với một chiếc váy ngắn mà Bảo Thanh có dáng ngồi thế này thì không được đẹp cho lắm. Lily Nguyễn, trong một lần livestream cùng người bạn thân thiết Mai Ngô, cô học trò đầy cá tính của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà Lily Nguyễn suýt chút nữa để lộ nguyên vòng một khủng của mình. Lily Nguyễn và Mai Ngô đều diện trang phục mát mẻ khi trò chuyện với người hâm mộ. Hơn nữa vòng một của cô đã bị lộ trước mắt đông đảo khán giả đang được xem cuộc nói chuyện trực tiếp này.